Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hôm trước có một chị tên là Mai, chị ở Mỹ. Chị gửi tiền về cho Feng giúp chuẩn bị làm một đoạn đường ở trên Kho Khà mấy hôm trước, là tít ở trên kia các bác kìa. Đó, Feng với cả anh Sự Béo với cả anh Pay Hầu đi nữa. Thì chị đã gửi sang rồi. Feng có liên hệ với trưởng thôn với bà con ở trên đấy thì rất là vui. Đấy, bà con cũng mong muốn là làm được cái đường ở trên đấy để cho một là trẻ con đi học đỡ bẩn này, thứ hai là cô giáo với cả bà con nhân dân đấy đi nó không bị bẩn. Thì hôm hẹn trưởng thôn thì trưởng thôn bảo là mấy hôm nữa thì mới làm được, do trời mưa. Chị Mai đấy chị có gửi tiền cho anh Pay Hầu là 500.000, Feng lên để giúp đưa cho anh Pay Hầu. Anh cái gì, mẹ anh Hầu vừa nhìn thấy đây đâu rồi? Anh có nhà không bà? À thế ạ? Đây tập trung đông người này. Thế à? Bà là chăn trâu trước cửa này luôn à? Dạ vâng. Nắng quá. Hôm qua thì mưa, hôm nay thì nắng. Vâng. Nắng suốt nhỉ. Đây bà để trâu đây này. Bà có biết ăn cái cây này không? Cái cây này này. Vâng. Cây này bà biết cây gì không? Cây này cây mật gấu. Ăn giống cây đu đủ, giống cây đắng cảnh. Cây này thì nó đỡ đắng hơn cây đắng cảnh. Anh Bé Hậu ở nhà bà? Hôm trước có người, có một chị ở Mỹ, chị gửi cho anh Pay Hầu 500.000. Cháu vào. Nó thì nó chỉ có là lấy đi ăn phở hết rồi, mình với không được đâu cháu ạ. Ăn phở à? À chẳng ạ. Vâng, thì thôi có tí tiền để ăn phở cũng được. Được nhưng mà gia đình không được đi, chỉ có là nó mới mình được phở. Thì nhiều tiền cũng biết mua được mua cùng với muối. Thế dặn anh ý, anh ấy là dặn anh đi mua muối về cho bà nhá. Không đây, cho nó bao nhiêu thì nó toàn là đi quán tiếu hết, không được quán làm muối. Mua muối, anh ấy, anh giữ ăn phở thôi. Nó đi, chỉ có là đi tiêu về ăn phở hết. Ăn phở. Không được quán làm muối. Làm mì chén cũng không biết mua. Thế cháu bảo anh ấy mua cho bà nhá. Bà chăn ở đây xong bà có xuống dưới suối kia không? Một tí là đi tìm nước uống rồi đi tắm. Dạ vâng. À, thôi cháu đi lên trên này đêm. Đang trời nắng quá các bác ạ. Anh ấy ở nhà. Trời mát mát thì mới đi lấy củi được, trời nắng thì không đi lấy củi được. Chị Mai đây, chị giúp cho 500.000, giúp cho em mình 500.000 đấy các bác ạ. Đấy là chị bảo Feng là mua mấy đôi ủng, mấy bao tay bảo hộ lao động đấy, cho anh em là đội thợ xây ấy. Mấy hôm trước Feng có gọi anh em thợ xây, anh em bảo là mấy hôm nữa vào thì có thể mua cho anh em ấy. Lại cả Pay Hầu. Các bạn. Và bé tí. Ây ô. À, đi đâu đây? Xem thời sự à? Cho nhỏ nhỏ à? Tắt à? Mạt quá, làm cao xuống đất bật quạt đây. Tắt à? Đấy. Nóng quá nhỉ? Nóng quá. Nóng quá. Anh nằm đây à? Nằm đây cho mát à? Vâng, mình nói mà. Cái gối này còn lấy. Cái này, ui, gối này phải giặt được rồi. Giặt, rua đây. Phải làm ba, nhưng mà hai. Rồi về kiểu, kiểu ba thứ. Bắn thuốc lào này thì không tốt rồi.
Hút ít thôi. Hút nhiều không tốt đâu. Nằm đây các bác ạ, cho nó đỡ nóng này. Có một mảnh chiêu bé bé này. Đây. Các bác giúp trước là làm nhà này, đấy, mua tivi này, bàn ghế này, tủ này. Đấy, bên kia thì có hai cái xe đạp. Hôm trước có một bác bảo là muốn giúp xe đạp cho anh Pay Hầu, nhưng mà anh Pay Hầu có xe đẹp rồi nha các bác nha. Đấy, xe rất đẹp này. Đấy, củi này, ngô này, ai à, đi đánh lưới cơ. Ơ, à, được cá. Ê Hầu à, anh Hầu à, không có cá không? Điều quá, đó về hiểu đó. Điều làm gì có con nào mà... đó. À, anh bảo làm gì có con tòm quắp chân này. Đấy, đấy. Đấy, đâu yêu rồi, nó mới tòm lúc đó, đây, nó mới kiểu vào. Tòm bằng này á? Ờ. Ờ. Đấy. Đâu? Ờ, cần câu rồi. Mẹ mẹ à. Mẹ tí này, câu kiểu gì? Anh bảo câu cá trong thung lũng 17 các bạn. Đã đến đây. À, cần này đã đi đây. À dạ. Đã đi đây. À, cần gãy rồi à? Ừ nhỉ. Gãy rồi. Mà cá to gãy mất cần các bác. Này dây cước. Không sửa à? Ai làm cái này đấy? Ai làm? Anh làm á? À? À, ai già? À nhé. Ờ, thiết kế biết, thiết kế biết làm mà. À, này được đấy. Kỹ sư đầu ngành câu cá đẹp chứ? Đẹp. Đẹp như ha. À, đây này, đây này. Lưới to. Điều to này. Làm gì to được? Ờ, làm đây, ba đi. Ờ, để này đem vào. À. Hai cần câu. Đấy, cất đi. Anh ra đây mà. Điều nó không phải là nhà. Nó khỏe gì ghê. Đâu? Không biết nó khỏe cái gì. À rồi 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 rồi. To nhá. Cái này to ấy. À uốn uốn uốn. Mềm thế nhở? À đúng. Ờ nhờ. Ờ nhờ. Cần này đẹp ấy. Đẹp báo. Ờ. Đẹp báo. À thế à? Ờ. Lóc báo. Ờ, nó nghe ha. Nó báo. Nó mà hai lóc vô. Nhiều lần nó báo về mà. Đấy anh. Anh làm trời nó mà nhiều báo ấy. Trời không nắng to là anh ấy đi lấy củi hoặc câu cá. Ờ. Ờ. Ờ ra cho mình chịu đó mà. Nhiều nó kiểu biết được không? Nhiều mà nó kiểu nó biết đấy đấy. Đây là cái lò đây. Bằng đấy, to bằng đấy. Làm hiểu quá. Ờ. 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 Bằng cất không mất đấy các bạn ạ. Bà làm cái màn này hơi thấp, anh phải bổ cao lên cơ. Ồ, bẫy chuột. 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 À bẫy chuột. À rồi. Rồi. Bẫy chuột. Để các bác cho tiền là đi mua hết dây câu với cả bẫy chuột rồi các bác. Có nên. Vẫn khỏe tiếp. Còn gì khỏe úi dù. À rồi rồi. Sạch sẽ. Chóng mặt quá. À. Canh gì đây? Lúa mà. Ừ. Nò ơi. Nò á? Nhưng mà cái gì đây? Nó lúa ấy. Hả? Nó ăn nò ấy, ăn đi. Ăn nhá. Ăn đi. Ăn đấy. Ăn đi. Ăn đi.
Ăn đi, ăn đi. Đúng rồi, đúa đây, ăn đi. Đúa đây, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn hết rồi. Ăn hết rồi à? Đây, không biết là món gì cơ. Ăn đi, ăn đi, nhập ăn. Rất thảo các bạn. Ăn đi, ăn đi. Và ăn được. Cười. Mà vào. Đâu thế nào? Có món gì nhỉ? Củ gì các bạn? Phen không biết à? Ăn đi. Đấy. Ngon. Ăn đi rồi, kéo hết rồi. Ăn đi, ăn đi. Thôi không ăn nữa. Đố các bác biết cái gì? Nấu kiểu mén mén nhưng mà lại trộn vào nấu canh. Đổ nước ngô vào. Nhiều mới nhậu lúc nào đau phải không em? Ở nhà mà đi đâu đâu? Làm nhậu nó còn làm nhậu thẩm tiên. Ngày mai là ấy anh ấy rửa bát cho phèng phèng ấy. À ngô này hôm trước bà vừa bẻ các bác ạ, xong là cái ngô mới ấy, bà về bà làm giống mèn mén nhưng mà đến lúc mà nó chín là bà lại cho nước vào ấy. Đấy, nhào thành bột nó nấu lên thành cháo. Nói chung là phèng không biết tả đấy là món kiểu gì nữa. Nay lên đây chơi quay qua nhà anh ấy thôi các bác ạ, không đi đâu cả. Anh ấy tưởng là Phang đi đâu. Chị Mai bảo là Phang là giúp cho anh ấy 500.000 để anh ấy giữ phòng thân, mua gì thì mua. Mấy hôm trước là chắc là anh Thắng cũng đi miền Nam về, các bác là cũng giúp cho mấy trăm rồi. Đấy, chắc được mấy đồng rồi các bác. Anh ấy hay giữ đồ tiền ấy, một là đi ăn phở, hai là đi cái gì nhở, mua bẫy chuột, cạm chuột đấy các bác. Không đi đâu cả. Này. Này. Chị Mai. Chị Mai. Ở Mỹ. Chị Mai Mỹ nhân đây. Cười tướng. Chị Mai. Ở Mỹ. So xanh chị Mai. Chị Mai. Vào đây bảo mua cái này. Ôi, phá đồ. Cửa này xách một phát là leo lên ngay thì cần gì phải khóa cứ. Áo thì không chịu bẻ ra ở đây. Đây thì nóng lắm nha. Này. Mẹ bảo mua muối. Mua hết rồi á? Mua hết rồi. Thế mẹ bảo không có. Mua hết rồi. Muối. Đấy, mua hết rồi. Đâu? Đấy. Đấy. Nói chuyện như người máy các bạn. Trời, hôm nay thì nắng to vỡ đầu. Đấy. Ai da, đây, bé hầu à, đẹp à, đeo đeo đi câu cá nhỉ, hả? Mới đang khoe gì à, có rồi các bác nha, có muối này, có bột canh này, có mì chính này, bên này có đường nữa này. Thôi coi có hết rồi. Ok. Thế là được rồi. Thế nào đắn đi em hồi quá.
Hôm nào mà Phen đi làm đường ở trên kia thì chắc là Phen cũng rủ anh Pay Hầu đi. À, con mèo. Ở nhà không phải thay đâu mà. Người nhìn như cái que các bác ạ, gầy. Đây là phong tục của bà con vùng cao nha các bác nhá. Đâu đây là nhiều bác nó nhiều nhưng mà kiểu đâu mà chỉ bao hai rồi. Nhiều lắm nhé, mẹ nó mẹ mẩu nó mà. Không biết đâu. Không biết đâu. Không biết đâu. Mặc áo đi. Cẩy chân. Mấy hôm trước Phen có liên hệ với anh Thế. Anh Thế mà chính là cái anh mà hôm trước là Phen này Pay Hầu này với cả anh Sự lên ấy. Gia đình cũng có tâm sự là cái nhà anh nhà đổ ấy, có tâm sự là nhà là có một bé, hai bé đi học đường xa, thì cũng có một bác tên là bác Tiến. Đấy, bác Tiến ở bác cái tên là bác Tiến Mường. Đấy, bác gửi 3 triệu là bảo Phen giúp mua xe đạp. Đấy, nhưng mà hôm nào thì làm xong đường hay như nào thì Phen sẽ mua. Bây giờ các cháu là cũng nghỉ hè rồi, không đi học nữa, nên là không chưa mua các bác. Đấy, cũng báo tin vui cho các bác như thế. Đấy. Nhà anh Pay Hầu này có con chó bé mè này. À. Hôm nay thì Phen có một chút việc ở quanh thành phố nên là Phen không đi được vào trong Bắc Mê. Đấy, cập nhật tình hình là nhà xây của hai mẹ con ấy là cũng cơ bản là gần xong rồi. Và Phen cũng chuẩn bị là khởi công để xây dựng nhà ba cháu bé mồ côi. Đấy, ba cháu bé mồ côi thì Phen là đã nhận cũng được cơ bản tiền rồi, được chị Trinh, chị Tuyết là cũng có mới gửi thêm tiền. Đấy, gửi thêm tiền là giúp mua đồ giường chiếu bàn ghế. Đấy, với có thể là sẽ sau này số tiền thừa sẽ giúp là làm kinh tế thêm. Và cái chỗ nhà ba cháu bé mồ côi nó bị sạt đường, bị nở đường. Phen đã đi vào đấy phải để liên hệ là sửa đường, nhưng mà cái đường đấy nó sửa thì dễ nhưng cái cầu ấy, cái cầu nó bị sập rồi các bác. Nên là sẽ dùng đến phương án là dùng cái xe tractor, cái xe mà giống như xe công lông ấy của bản thân. Đấy, sẽ chở tăng bo giống như làm nhà em Vư bị liệt, là chở xe to đến đấy bắt đầu bạn ấy sẽ chở vào và cái tiền đấy là sẽ phải trả thêm cho bạn đấy, thì chắc chắn là cái giá vật liệu và công vận chuyển là sẽ cao hơn rồi. Đấy là nhà của ba cháu bé mồ côi và ông Hy ở làng Vũ Đại Hà Nam cũng có gửi cho Phen là tiền thêm 5 triệu để giúp làm nhà, để mua mái tôn lạnh. Đấy, nhà chị, nhà hai mẹ con ấy, ông Hy là giúp sau này nếu làm nhà thì sẽ giúp là lên nhà là một này, mái tôn là hai này đó, và các thiết bị nữa ông đã gửi tiền rồi. Đấy, các công trình của Phen là bây giờ chỉ có một cái đường ở trên Kho Khà như này. Phen vừa liên hệ với chị trưởng thôn rồi nhưng mà chị ấy đang đi họp nên không lên được. Phen phải rẽ vào đây để vào nhà anh Pay Hầu trước. Và Phen cũng có nhận được tiền của chị Mai là tiếp tục là giúp cho nhà ông bà, hai ông bà người Hán ấy, ông mà bị liệt mà bị còn bị tắc cái đường đường tiểu ấy các bác. Đấy, là thêm một ít tiền nữa. Và có một bác là bác Thông. Đấy, đã gửi tiền 1 triệu mua cái ấm. Hôm nào Phen sẽ mang cái ấm đấy về và đưa 1 triệu cho ông bà người Hán. Đấy, mua cho ông bà bộ ấm chén khác, mang cái bộ ấm chén đấy về để gửi cho bác đấy. Bác Thông, bác cái tên là Thông. Giờ thì chắc là video của Phen đến đây là cũng cơ bản là chia sẻ với các bác một chút là số tiền của chị Mai đấy gửi đến tận tay cho anh Pay Hầu rồi. Đấy là cũng thông báo tin vui cho các bác là Phen có nhận được tiền để chuẩn bị làm một cái đường ở trên Kho Khà, một trong những con đường rất là cần thiết cho các cháu học sinh đi học và được cô giáo nữa và bà con dân bản ở đấy. Phen cũng xin cảm ơn chị Mai rất nhiều. Phen được xin cảm ơn là chị, đầu tiên là chị, tất cả các mạnh thường quân này, đó sau đó là chị Mai này, chị Trinh này, chị Tuyết này, đấy, cô Hoàng Kim Cúc này, bạn của cô Hoàng Kim Cúc này, cô Phương Trần này, cô Thúy Phi này và tất cả các rất là nhiều các cô
đã giúp là trong thời gian vừa rồi giúp cho bà con nhân dân vùng cao được những ngôi nhà, đặc biệt là có bác Hà Điếc nữa này, chị Nga này, chị Bích, chị Kim này. Đấy. Phèng chắc là phải bảo anh Bây Hầu đi tắm, mùi hôi quá. Phèng chào các bác. Nào, chào. Chào các bác. Nhân tiện nhớ là quần đẹp. Đấy, giờ như dài phố đấy. Áo con mèo. À, mua nước mắm à? Mua nước mắm, mua mì chính cho mẹ nhá. Tiền đấy. Chào các bác đi. Chào các bác nha.